quý vị thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Học Việt. Thì thưa quý vị, Nghị hội toàn quốc của người Việt tại Hoa Kỳ đã liên tiếp hội họp trong vòng 3 ngày, là cái hội nghị lần thứ 28. Thành ra trong những cái chuyện mà chúng tôi làm phóng sự và ghi hình thì nó rất là dài, qua rất nhiều cái buổi thảo luận cũng như là những cái buổi thuyết trình. Vậy thì để mà tóm lược một cái nghị hội kéo dài trong 3 ngày ấy, thì chúng tôi xin phỏng vấn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, là hiện là đương kim chủ tịch của nghị hội. Thì xin giáo sư có thể tóm lược và tổng kết cái kết quả lần thứ 28 của nghị hội như thế nào tại trong 3 ngày vừa qua tại miền Nam California. Dạ vâng, Nghị hội toàn quốc người Việt tại Hoa Kỳ là được thành lập vào năm 1986. Vì thế cho đến ngày hôm nay đó, mỗi một năm chúng tôi đều có họp đại hội. Và năm nay đó là đại hội lần thứ 28. Nó họp trong 3 ngày, từ ngày thứ 6 27 cho đến chủ nhật 29 tháng 9 năm 2013. Nhưng mà nó có một cái ngày chính là nó rớt vào ngày thứ 7 28 tháng 9 ở cái Li Jiao Conference Center, tức là trung tâm hội nghị Li Jiao của trường đại học Coastline Community College ở trên đường All American Way, ngay bên cạnh cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Trong nguyên cái ngày đó nó xảy ra từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều, thì chúng tôi có nhiều cái buổi thuyết trình và hội luận. Nó bắt đầu trong ngày đó thì đương nhiên chúng ta cũng đi qua những cái nghi lễ khai mạc bình thường như là chầu cờ, mặc niệm. Nhưng mà dễ đến cái phần mà những cái quan khách mà họ đến để họ chào mừng mình ấy, thì đương nhiên sau khi tôi tuyên bố là cái ngày đại hội nó bắt đầu đó, thì đã có thị trưởng Tạ Đức Trí, là thị trưởng của thành phố Westminster, đã lên chào mừng đại hội và cũng khen đại hội là đã có được một cái sinh hoạt đều đặn trong 28 năm nay để mà xây dựng cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt, để đem đến cái sự thăng tiến về mọi mặt, từ kinh tế, tài chính cho đến các con em của chúng ta trong học đường và nhiều phương diện khác nữa. Vâng, thưa giáo sư, chúng tôi cũng trong cái vụ tham dự đó thì chúng tôi cũng thấy có sự hiện diện của nghị sĩ tiểu bang North Korea cũng có tới, và ông đã phát biểu rất là cảm động và có một cái sự gọi là rất là cảm tình với nghị hội. Thì xin giáo sư có thể nhắc lại cái lời mà phát biểu của nghị sĩ North Korea. Dạ vâng, chúng tôi có mời thượng nghị sĩ North Korea thuộc tiểu bang California, và chúng tôi cũng rất là vui mừng là ông ấy đã nhận tới. Không những ông tới mà thôi, mà ông còn khen cái cộng đồng của chúng ta đã có những cái phát triển rất là ngoạn mục. Và do đó nên ông ấy cho rằng là đây nó là cái đất của quý vị. Nghĩa là ông bảo là đây nó là cái đất của người Mỹ gốc Việt. Và nó nói lên tất cả cái sự thành công của cộng đồng chúng ta trong mọi phương diện. Ông còn đem đến cho nghị hội cũng như là thị trưởng Tạ Đức Trí đều có một cái bằng như là gọi là công nhận cái công việc làm của nghị hội trong thời gian qua. Thế xong rồi sau đó thì đến bà Janet Nguyễn, thì tuy là bà phải đi nghĩa là công tác ở San Diego, nhưng mà cũng đã gửi 3 người đại diện văn phòng tới và đem theo một cái bản tuyên ngôn, nó gọi là proclamation của cái quận Orange, và cũng nhắc đến tất cả những cái sự thành công của người Mỹ gốc Việt trong mọi mặt. Trong đó nghị hội có đóng một cái vai trò rất là tích cực, tức là làm việc nhắm vào trong cái sự thăng tiến của cộng đồng chúng ta ở trên đất nước Mỹ.
Dạ thưa giáo sư có thể cho biết về cái mấy cái nét về trình bày của dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh là chủ tịch ban chấp hành trung ương nghị hội thì những cái phát biểu đó cũng như phát biểu của ông Huỳnh Sĩ Nghị là phó chủ tịch hội đồng trung ương nghị hội cũng như là cái việc phát biểu của anh Hồ Văn Sinh thì cũng nằm trong nghị hội thì những cái phát biểu đó tóm lược như thế nào? Dạ vâng, thực sự đó thì dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh tức là chủ tịch ban chấp hành của nghị hội trong nhiệm kỳ này thì anh đã lên ấy nói về những cái kích thước của cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt dựa lên trên cái kiểm kê dân số năm 2010 thì đương nhiên là cái đó thì nó nói nhiều về những con số hơn. Nhưng mà anh có nêu ra một vài cái nét mà rất là đặc biệt với gần 1,6 triệu người Mỹ gốc Việt ở trên đất nước Mỹ đó thì chúng ta là cái nhóm người Á Đông gốc Á Đông Thái Bình Dương lớn thứ tư ở trên đất nước Mỹ. Trong gần 1,6 triệu người Mỹ gốc Việt đó lại có một cái sức mạnh kinh doanh rất là đặc biệt là lên tới 229.000 cơ sở kinh doanh ở trên đất nước Mỹ. Mà 229.000 cơ sở kinh doanh là tương đương với 7 lần cái con số 35.000 cơ sở kinh doanh mà khi Đỗ Mười nó đánh nó gọi là đánh tư sản mại bản vào năm 1978 thì suốt cả miền Nam từ Bến Hải cho đến tận mũi Cà Mau chỉ có 35.000 cơ sở kinh doanh thôi. Thế mà đằng này 1,6 triệu người Mỹ gốc Việt mà lại có tới 229.000 cơ sở kinh doanh, tức là tương đương gấp 7 lần cả nước mình vào năm 1975 từ Bến Hải cho đến Cà Mau. Đó là một cái con số rất là đáng kể. Và so sánh với ngay cả ở trong nước lúc này đó thì ở trong nước là có 600.000 cơ sở kinh doanh. Bây giờ là cả miền Bắc lẫn miền Nam có 600.000 cơ sở kinh doanh. Thế nhưng mà chỉ có trong 2 năm qua không mà đã có 100.000 cơ sở kinh doanh vỡ nợ. Thì thành ra là như vậy mình so thấy cái sức mạnh kinh tế của người Việt hải ngoại đặc biệt ở Mỹ với lại những cái kinh với lại cái chính sách kinh tế mà nó bê bết nó thất bại ở trong nước bởi những cái sự tham nhũng, bởi những cái đặc quyền đặc lợi nó dành cho cái khu vực kinh quốc doanh quốc dân này kia vân vân. Thế thì nó cũng có những con số rất là hùng hồn, nó nói lên cái trình độ giáo dục của người Mỹ gốc Việt. Chúng ta hãy còn thua một vài cộng đồng như là cộng đồng Ấn Độ, cộng đồng Trung Hoa, cộng đồng Nhật Bản. Nhưng mà ngược lại đó thì hiện giờ chúng ta cũng có cả gần 300.000 người ở trong đại học. Mà như vậy đó thì cái đó chứng tỏ là chúng ta có một cái gọi là một cái kho tàng tài năng mà nó rất lớn. Và mai kia nếu mà chúng ta trở lại một đất nước dân chủ ở Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ có một cái nguồn tài lực nghĩa là vô cùng là phong phú. Thế còn anh Hồ Văn Sinh ấy, thì anh nói đến cái đề tài nó gọi là Việt Nam Cộng Hòa một yếu tố không thể thiếu trong vấn đề giải quyết Biển Đông. Đó là tại vì cái bài diễn văn của anh Hồ Văn Sinh ấy thì nó cũng có nhiều chi tiết, do đó tôi chỉ xin tóm lược đại loại như thế này là đứng về mặt mà gọi là chủ quyền của Việt Nam trên các biển đảo như Hoàng Sa và Trường Sa đó thì chúng ta có ba loại bằng chứng. Một cái loại bằng chứng đầu tiên ấy, nó gọi là những cái bằng chứng lịch sử, tức là chúng ta có những cái sách vở như Phổ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn nói về những cái đoàn Bắc Hải mà đã đi khai thác ở ngoài Hoàng Sa từ thế kỷ thứ 17. Thế thì đến khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước ấy, thì chính vua Gia Long đã ra ngoài Hoàng Sa vào năm 1819 cấm cái mốc chủ quyền ở ngoài đó. Rồi đến đời vua Minh Mạng, tức là từ năm 1820 đến 1840 đó, thì chính vua Minh Mạng lại cho xây một cái chùa ở ngoài Hoàng Sa. Rồi đến khi mà nghĩa là Pháp nó ký cái hiệp ước Thiên Tân với lại nhà Thanh đó
tức là năm 1884, thì lúc bây giờ nó nhân danh Việt Nam ấy, thì nó cũng chiếm cái chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa. Và đặc biệt vào đầu thế kỷ thứ 20 ấy, thì người Pháp là họ lại xây dựng một cái đài thiên văn ở trên Hoàng Sa. Và cái đài thiên văn đó, đó nó đã được cả thế giới dùng những cái dữ kiện như là bão tố, gió nó thổi chiều nào, biển có sóng động hay không, vân vân. Những cái đó là nó dùng những cái dữ kiện của cái đài thiên văn đó suốt từ khi nó thành lập cho đến tận năm 1974, là khi mà tháng giêng năm 1974, khi mà Trung Cộng nó chiếm cái quần đảo Hoàng Sa. Thế thì thành ra là về cái mặt chủ quyền lịch sử đó, đó là không có nước nào, kể cả Trung Cộng, mà có được một cái khối tư liệu mà nó vững vàng đến như vậy về cái chủ quyền lịch sử của đất nước mình. Vâng, dạ thưa, và chúng tôi muốn biết là cái sự lớn mạnh của người Mỹ gốc Việt ấy, thì qua cái thuyết trình của anh Huỳnh Sĩ Nghị ấy, thì nó có những cái điểm nào mà đặc biệt? Dạ vâng, thì cái sự lớn mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ấy, thì nó có thể nói là trong tất cả mọi phương diện chúng ta đều có những cái nét rất là nổi. Đặc biệt nó có những cái lĩnh vực mà trước kia đó chúng ta không có phát triển mạnh lắm, nhưng mà sau này đến tuổi trẻ Việt Nam ấy, thì họ đi vào cái ngành phim ảnh chẳng hạn, nó đi vào những cái lĩnh vực khoa học mà trước kia người Việt mình cũng không có nổi lắm. Thì bây giờ những phương diện đó, đó là chúng ta đều có những cái thành tích rất là đáng kể. Chúng ta cần phải nhiều chương trình nhân bản đặc biệt thì may ra mới có thể đi được vào tất cả những cái lĩnh vực đó. Vâng, thế thì bởi vì chúng tôi cũng theo dõi và những cái phóng sự mà chúng tôi quay được ấy, thì nó cũng dài lê thê. Vậy thì chúng tôi xin là giáo sư làm một cái chuyện tóm lược về cái kết quả của nghị hội lần thứ 28 tại miền Nam California, thì nó có những cái ưu điểm nào và nó có những khuyết điểm nào trong 3 ngày vừa qua? Dạ vâng, thì chúng hãy nói chủ yếu vào cái ngày thứ bảy, là sau những cái phần mà như trước đây được trình bày đó, thì chúng ta có nói đến hai cái vấn đề, mà một vấn đề nó rất là nhức nhối đối với người Việt là vấn đề Biển Đông rồi. Thế còn một cái vấn đề nữa đó mà hôm qua đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người là cái phần thảo luận về triển vọng của phong trào dân chủ ở trong nước, với ba diễn giả là ông Trần Quốc Bảo của lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc, trước kia là ông Trần Quốc Bảo là cũng ở trong tổ chức Phục Hưng. Thế thì đến luật sư Trần Thanh Hiệp từ Pháp qua, là ông ấy thuộc cái trung tâm nhân quyền ở Paris. Và cuối cùng là tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, là người phối hợp viên của mạng lưới nhân quyền ở ngay ở vùng California đây. Thì theo cái sự đánh giá của ba diễn giả đó, đó thì cái phong trào dân chủ ở trong nước ấy, nó đã có những bước tiến khổng lồ. Thậm chí giờ nó đã đi gần sát tới cái ngày mà có thể nó sẽ bùng nổ như một cái loại cách mạng Hoa Lài hay là cách mạng Nhung ở Đông Âu, và nó đang đe dọa cái chính quyền ở một cách rất là trực diện. Đặc biệt nó có những cái đặc điểm như là khi xưa đó thì nó là những cái cá nhân họ lên tiếng và họ đều chấp nhận cái hình thức nó gọi là xin cho, ví dụ xin ra một ông Trần Độ xin ra một tờ báo Độc Lập. Những cái người ta xin là bỏ điều 4 vân vân. Thế nhưng mà từ ngày có cái khối 8106 đó thì cái người dân Việt Nam mới bắt đầu bỏ đi cái hình thức xin cho, tại vì mình còn xin, tức là mình còn công nhận cái chính quyền của Cộng sản đó, nó là một cái chính quyền chính danh. Đằng này bây giờ với cái sự tham gia càng ngày càng đông của tuổi trẻ, của phụ nữ, của dân oan, của những người lao động vân vân, thì chúng tôi không xin nữa, chúng tôi khẳng định đây là quyền của chúng tôi sẽ sử dụng những cái quyền đó. Và đó là cái điều mà nó có thể nó là cái đặc tính
của cái nhóm 72 đấy, họ chống lại cái nghị định 72 của Nguyễn Tấn Dũng về Internet. Họ cái nhóm blogger 258 họ cũng chống cái điều khoản về cái luật rất là mơ hồ là điều luật 258 và cho bộ luật hình sự. Rồi thì đến gần đây nhất ấy, thì là cái tuyên bố của cái diễn đàn xã hội dân sự. Tức là chúng tôi, những cái đó là những cái quyền của chúng tôi cứ khẳng định và chúng tôi sử dụng những cái quyền đó, chúng tôi không còn xin nữa. Thế thì vì lý do đó nên Cộng sản nó họ rất sợ, chính họ nói ra họ sợ cái gọi là diễn biến hòa bình cái kiểu đó, và do đó họ đã tìm cách đàn áp một cách rất là thô bạo, nhưng mà có thể nói là cũng không thành công, tại vì người dân bây giờ người ta hết sợ rồi. Thưa giáo sư, thì hôm qua chúng tôi cũng hân hạnh được theo dõi bà diễn giả đã nói về những cái tiến trình của cái công cuộc đấu tranh tại Việt Nam, mà đó là những cái tiến trình nó có tính cách dài hạn mà nó dựa trên những lý luận tổng quát, nhưng mà chúng tôi thấy rằng không có cái vấn đề mà nhắc tới những cái bất ngờ, những cái biến chuyển bất ngờ. Cũng như là hôm qua đó thì một cái mà tôi nghĩ là nghị hội cũng rất là bất ngờ, vì nghĩa là có sự góp ý của luật sư Bùi Kim Thành của Dân Oan, thì giáo sư nghĩ sao về cái điểm bất ngờ, bởi vì đôi khi có những cuộc cách mạng nó xảy ra rất là bất ngờ như ở bên Trung Đông cũng vậy. Thưa, hoàn toàn đúng đó. Là tại vì rằng là cái yếu tố bất ngờ là một cái, nghĩa là không ai trên thế gian để tính ra, ngay cả những ông tướng giỏi nhất ở trong lịch sử nhân loại cũng không tính ra cái chuyện đó. Sự gọi là lên tiếng của luật sư Bùi Kim Thành là một người đại diện cho những Dân Oan ở trong nước là một cái chuyện, nghĩa là rất, tôi cho là rất là chính đáng, và nó nêu ra vào đúng lúc. Thực sự thì những cái sự kiện mà nó gọi là đột xuất ở trong nước, như là gần đây nhất chúng ta có vụ Mỹ Yên đó, là một cái trường hợp rất là công an tự nhiên đi bắt bớ hai người ông Ngô Văn Khởi với là Ngô Minh Hải một cách hoàn toàn vô nghĩa lý, thì là tự nhiên người dân đến sau ta đòi phải thả những người ấy ra, xong các anh lại còn đánh lừa mà các anh hẹn ra là đến 4 giờ chiều ngày 4 tháng 9 thì sẽ thả hai ông nó ra, nhưng mà đến khi người dân người ta kéo tới thì không thả người ra. Vâng, thì bây giờ cái đó nó thành một cái phong trào rất là lớn. Vâng, bây giờ thì nó thành một cái phong trào, tức là giáo dân họ cầu nguyện để họ chống lại bạo lực, tức là họ dùng phương pháp nghĩa là rất là gọi là bất bạo động, tức là cầu nguyện để chống lại bạo lực. Nhưng mà thì lướt qua những cái phần vừa mới rồi thì có một cái phần mà chúng tôi cũng xin giáo sư nhắc lại là cái tài liệu về cái việc phát hành Việt Nam Film Club ấy, thì nó như thế nào trong cái phần buổi chiều hôm qua lúc 3 giờ trước khi bế mạc. Dạ vâng, đúng ạ, cái phần cuối của chúng tôi là cái phần trình bày đến cái việc làm của Việt Nam Film Club. Thì Việt Nam Film Club là một cái tổ chức nho nhỏ nhưng mà chuyên môn sản xuất những cái phim tài liệu về lịch sử Việt Nam. Cái Việt Nam Film Club ấy nó được thành lập vào tháng 9 năm 2010, cũng nhân một cái kỳ họp đại hội của Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ ở Virginia. Tại vì cái năm đó chúng tôi đặt ra vấn đề làm sao mà có thể nói được với tuổi trẻ, lôi kéo được họ vào trong cái cuộc tranh đấu chung của dân tộc, và để làm sao cho họ hiểu được cái di sản văn hóa của đất nước, di sản lịch sử của đất nước. Thì ai cũng đến kết luận năm đó rằng là cái ngôn ngữ của tuổi trẻ bây giờ nó không còn là sách vở nữa, bây giờ bắt các em nó đọc tiếng Việt như là một quyển Việt Nam sử lược của Trần Đăng Kim thì nó rất là khổ sở, và do đó nên phải dùng cái hình thức mà các em nó thích nhất, tức là hình ảnh, tức là phim ảnh, tức là tác động ở trên màn hình, có màu sắc, có câu chuyện, có này có kia này. Vì thế nên từ khi Việt Nam Film Club làm ra thì chúng tôi đã làm một cái phim đầu tiên mà rất là thành công, gọi là phim Hồn Việt về quốc kỳ và quốc ca Việt Nam. Sau đó đó chúng tôi đã ra được cái phiên bản tiếng Anh của cái phim đó, nó gọi là The Soul of Vietnam, để chúng tôi sẽ đi được vào cái xã hội chính mạch. Chúng tôi sẽ tìm cách đưa vào các thư viện của công cộng của Mỹ, các trường đại học, các trường trung học tam cấp chẳng hạn hay gì đó, để mà chúng ta càng ngày chúng ta càng phổ biến cái gọi là cái tiếng nói của chúng ta, cũng như cái chính nghĩa của chúng ta. Hôm qua đó thì anh Chu Linh,
ở trong Việt Nam Film Club, anh cũng đã chiếu lên một cái chương của một cái chương lẻ đó của cái phim sắp tới mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện và xong vào tháng 5, tức là 2014, mặc dù cũng có người đề nghị là tại sao không làm 2015, tại vì nó ăn khớp với nhiều cái gọi là những cái năm lịch sử của đất nước. Thế nhưng mà cái chương mà hôm qua anh Chu Linh có chiếu lên để cho mọi người thấy đó là cái chương về cải cách ruộng đất. Và vì đây nó chưa hẳn là một cái phim nghĩa là hoàn hảo, thành ra anh chiếu thử để lấy cái phản ứng, cái nó gọi là cái sự những cái sự gọi là phê bình hay là góp ý hay là cái thứ này kia của mọi người, để chúng tôi có thể mỗi ngày một cải thiện, để cho cái sản phẩm cuối cùng khi nó ra đó, một cái phim về lịch sử cận hiện đại Việt Nam đó, thì nó sẽ là một cái phim rất là chính xác, người ta không có thể cãi lại hay là hết được cả. Thì cái đó nó là một cái nỗ lực trong cái nó gọi là cái cuộc chiến cho sự thực mà Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ sau bao nhiêu năm nay cũng vẫn đeo đuổi cái cuộc chiến đó. Vâng, xin cảm ơn giáo sư, và xin bây giờ thì chúng tôi xin trở lại ngược cái câu hỏi mà giáo sư chưa trả lời, đó là qua 3 ngày thảo luận vừa rồi thì cái kết quả nó ra làm sao, tức là có những ưu điểm nào và có những khuyết điểm nào để mà rút kinh nghiệm cho cái kỳ thứ 29 sắp tới. Dạ vâng, cái ưu điểm ấy thì là cái rồi là chúng tôi đến gọi là thủ đô tị nạn, và một lần nữa là chúng tôi có cái dịp để mà đến với đồng bào đồng hương ở trong vùng để mà nghe cái tiếng nói của đồng hương. Tại sao chúng tôi phải làm cái chuyện đó? Tại vì giờ là Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ là một trong các tổ chức hiếm có ở trên nước Mỹ mà tìm cách kết nối cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc. Chúng ta có những cái khu vực với những cái hội đoàn địa phương rất là mạnh, nhưng mà thường thường cái sự hoạt động của những cái hội đoàn đó ít khi nó vượt ra ngoài cái địa phương của mình. Đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là cái chúng ta vẫn có cái khuynh hướng là người Việt nói chuyện với người Việt, thành ra là những cái sản phẩm của chúng ta đó phần lớn nó là tiếng Việt, dù là sách vở hay đến cả phim ảnh. Thế thì thành ra là Nghị hội là một trong cái tổ chức hiếm có mà tìm cách kết nối ở trên toàn quốc. Vì thế nên chúng tôi đã có cái một cái thứ quy luật giờ là một năm chúng tôi tổ chức cái Nghị hội bên miền Đông thì năm sau sẽ phải tổ chức ở bên miền Tây, Bắc Cali, Nam Cali, hay thì thậm chí có năm lên đến tận cả tiểu bang Washington, tức là Seattle. Và cũng có năm chúng tôi xuống dưới, như là năm 2011 chúng tôi xuống dưới Dallas, và cũng có 2007 trở chúng tôi làm ở trên St. Paul, Minnesota. Mỗi một cái dịp như vậy là một cái dịp để cho người của Nghị hội đến tận các địa phương, bắt tay với các hội đoàn địa phương, bắt tay với các nhân vật địa phương, bắt tay với cái cộng đồng địa phương để học hỏi từ cái kinh nghiệm của họ. Kinh nghiệm thành công cũng cần học hỏi, mà kinh nghiệm thất bại cũng cần học hỏi, để chúng ta có một cái cách làm việc chung tay trong tay với nhau. Đó là một cái chuyện. Chuyện thứ hai đó là cái nghị hội đó, như là Minh Vận cũng thấy đó, giờ là chúng tôi đã có thể nói rằng là cái sự hiện diện của nghị hội ở quận Cam trong mấy ngày vừa rồi đó thì đã thu hút được cái sự chú ý của ông thượng nghị sĩ Lou Correa của tiểu bang California, của bà gọi là Supervisor Janet Nguyễn của quận Cam. Mà vì thế nên cái quận đã ra hẳn một cái bản tuyên ngôn proclamation về những cái sự thành tựu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt như được phản chiếu trong cái công việc làm của nghị hội. Và đến ông thị trưởng Tạ Đức Chí cũng đến để mà chào mừng nghị hội. Đó là cái phần tạm gọi là thành công. Chúng tôi cũng thu hút được một số người đến và dự từ đầu cho đến cuối. Cái đặc biệt là chúng ta có thể thấy là có những người lớn tuổi như cụ Nguyễn Tư Mô chẳng hạn mà cũng ngồi từ sáng cho đến chiều. Nhưng mà ngược lại đó thì cái có thể nói là vẫn còn thiếu sót của nghị hội lần này đó là chúng tôi vẫn chưa thu hút được đủ nhiều những thành phần trẻ
chúng tôi muốn nhắm vào trong các anh chị em trẻ, cái lớp sinh viên hay là chuyên viên mới ra trường đó, thì có thể là họ bận bịu, cuộc sống của họ cũng có, và cũng có thể là họ đánh giá là nghĩa hội là một cái hội của những người trung niên và cao niên, do đó nên họ hãy còn chưa đến một cách như chúng tôi mong muốn. Cái đó là một cái điều mà thiếu sót, chúng tôi vẫn cố gắng. Ví dụ như chúng tôi có cái khóa huấn luyện tuổi trẻ người Mỹ gốc Việt hàng năm, mà năm nay hồi tháng 7 vừa rồi là đến kỳ thứ 12 rồi. Thì nói tiếng Anh nó gọi là VLEC, tức là Vietnamese American Youth Leadership Club. Thì qua 12 cái khóa huấn luyện tuổi trẻ như vậy đó, chúng tôi đã huấn luyện được khoảng 350 em. Và sau đó các em đã về cái địa phương của mình và tham gia trong nhiều cái sinh hoạt tự nguyện, rồi thì cộng đồng từ thiện vân vân này kia, nhưng mà vẫn chưa lôi cuốn được cái lớp mà nó có nhiều triển vọng, là những cái lớp mà có thể ra được lãnh đạo cộng đồng để mà họ vào trong nghị hội để họ tiếp nối cái công việc của chúng tôi. Thì cái phần đó nó vẫn còn là một cái thiếu sót khá lớn của nghị hội. Vâng, chúng tôi xin thành thực cảm ơn giáo sư đã cho một cái tổng kết tóm lược, và trong đó có cả những ưu khuyết điểm, và cái điều đó là tất cả mọi người chúng ta sẽ có thể được học hỏi qua cái kinh nghiệm đó để mà làm tốt trong những cái công tác về sau này. Xin cảm ơn giáo sư.